chưa ông ở đây không không lâu cho nên là được có mấy năm nhưng mà ít khi ở đây, với lại ông cũng thỉnh thoảng về miền Bắc luôn. Còn những năm tháng mà ông sống ở đây thì nói chung là anh em rất bé dân chủ, không bảo là không bảo ông quài tướng xa cách dân không có đâu ông, đặc biệt là đối với dân đến tại Bình Liêu bây giờ về hỏi người Bình Liêu người già ấy, ngày xưa ông Mai Trung Lâm xuống đây nói cái gì ông bảo ông nói hay lắm, nói phong trào cách mạng các nơi người ta bây giờ người ta đi đến đâu rồi mình mới giải phóng ra thì bây giờ mình phải làm gì. Đấy. Bây giờ là chỉ có độc lập tự do thì đời ta mới sướng được, chứ không có là bây giờ còn tin thằng nọ thằng kia Pháp nó mai kia nó còn về đây còn lâu nó mới về đây được, ta đã giải phóng ra thì nó không thể đánh lại đây được nữa, tin tưởng đi. Thế thì tin tưởng phải làm gì, giác ngộ quần chúng phải có cái vững chắc tin cách mạng, nhưng mà nghĩa là nó có cơ sở. Bây giờ các ông các bà là đã muộn rồi, người ta đi đến đâu giờ đất nước người ta đi đến đâu rồi, quân đội ra trưởng thành rất là mạnh rồi, bây giờ ta có đầy đủ khả năng để giải phóng đất nước. Đấy, các bà công ty chắc mai kia là mình đánh lớn mình giải phóng đất nước ra, thì giải phóng ra thì phải làm gì, nó phải xây dựng kinh tế phải phát triển hay phát, nhưng mà trước hết là bây giờ muốn ấy là bây giờ mình phải đánh giặc đi được á, trong nội bộ mình bây giờ vẫn còn giặc này, bọn biệt kích bọn tham báo bọn này nó vẫn lên đây lũng loạn, nó làm hoang mang dân cũng ngờ ngờ vực vực không biết là làm sao. Thế là chỗ ông nói hết cái việc này, cho nên những người già họ đã tin rồi, họ biết là ông nói rất đúng. Đi đôi với cái đó thì là phải tập trung đấy, diệt những cái trận như vừa rồi nói, tức là diệt chỉ cái lục cái là cái quan, tức là chủ yếu là diệt cái bọn tàn tích, cho bọn biệt kích thám báo bọn, tức là nằm trong vùng đó, nó ở đây nó làm cái bản đạp ở đây, nó đưa vào các cái ngõ ngách nào đi được thì nó cái cuối, tức là cái vùng ấy là vùng lõm của Tây Liên ấy. Bây giờ nó là cái vùng cơ sở lõm của Tây Liên, là xã Phong Dụ, Hà Lâu, Phong Dụ. Thế bác ở đây lâu cho nên là đất của Hải Ninh thì chỗ nào cũng dẫm đi hết. Thời kỳ sau về thôi cái nghề cơ yếu ra thì làm chuyên huấn, làm công tác tuyên truyền giáo dục, cũng lại viết lách các thứ, sau rồi là sang làm cán bộ. Trong một thời gian thì ông thấy bảo là ông làm chính trị có khi không hay bằng ông đi làm quân sự, thì bắt đầu chuyển tôi sang là cái thời kỳ năm 59 tôi mới chuyển sang cái ngành quân sự tôi đi làm.